Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 11 tháng 5 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học kinh với chúng xuất gia. Chúng ta đang học công phu sáng theo truyền thống với chủ đề là sen nở ban mai, chiều nay kỳ thứ 31. Và hôm nay chúng ta bắt đầu học về 10 bài chú, gọi là thập tiểu chú. Sau khi mình trì lăng nghiêm rồi, để giúp cho tâm mình định, tại vì lăng nghiêm là một cái tên của thiền định, định kiên cố, có khả năng làm yên lắng những cái ma chướng. Và khi mình trì xong lăng nghiêm rồi thì mình nhập vào cái định của Đại Bi, cho nên mình tụng Đại Bi chú. Và sau đây là 10 cái bài chú, chúng ta gọi là thập tiểu chú. Khi mà mình hành trì công phu sáng á, mình có hai cách để mình tụng. Nếu hôm nào mình có đủ thời gian thì mình tụng đầy đủ từ tựa lăng nghiêm cho tới năm đệ lăng nghiêm, đại bi, thập chú và hồi hướng. Nếu hôm nào mình không có thời gian thì mình chỉ cần tụng tựa lăng nghiêm, sau đó chúng ta tụng cái tâm chú của lăng nghiêm: án a na lệ tỳ xá đề bệ ra bạc xà ra đà rị bàn đà bàn đà nể bạc xà ra bán ni phấn hổ hồng đô lôn phấn ta bà ha. Và sau đó mình tụng đại bi và thập chú hồi hướng. Thì cái nghi thức tụng như vậy đó, thường thường người ta gọi là gì? Lăng nghiêm thập chú. Tức là mình tụng, mình nhảy, mình không có tụng năm đệ, tụng tâm chú thôi. Thì có thể mình không có thời gian, hoặc là một cái nghi lễ nào đó mà không nhất thiết phải tụng năm đệ. Ví dụ như ở Việt Nam có cái nghi lễ là nhập quan, thường thường các vị hay tụng lăng nghiêm, đại bi rồi thập chú. Cho nên cái nghi thức tụng như vậy chúng ta thường gọi là tụng tiểu công phu sáng. Tụng lăng tựa lăng nghiêm, rồi tâm chú lăng nghiêm, đại bi thập chú. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng có cái khái niệm khi mình ứng xử khi mình hành trì công phu, thì mình có thể tùy vào thời gian của mình. Hay là cái nghi thức ngày xưa trong cái lễ an vị Phật, người ta không có tụng thập chú, người ta chỉ tụng tựa lăng nghiêm, rồi tâm chú lăng nghiêm, rồi đại bi, rồi hồi hướng, không có tụng thập chú. Đó là một phần chính trong cái lễ an vị Phật theo cái nghi thức Bắc Tông. Và dĩ nhiên đó chỉ là một cái dàn bài để mà chúng ta có cái khái niệm về vấn đề nghi lễ. Khi chúng ta ứng dụng thì chúng ta có một cái bài nào đó để chúng ta nương vào, và tất cả tùy vào cái vị chủ lễ biết được thời gian cũng như là linh động mọi việc trong việc mà sử dụng nghi thức. Thường thường trong cái lễ an vị Phật có tụng đó, tụng tựa lăng nghiêm, rồi tâm chú lăng nghiêm, rồi tới làm lễ sái tịnh, và trong khi sái tịnh thì tụng đại bi xong rồi qua hồi hướng, đại khái là vậy. Thì mình nói như vậy để mình có cái khái niệm. Sau này có vị người ta soạn gì nghi thức tụng lăng nghiêm đại bi thập chú, thí dụ như người ta buổi sáng người ta nói thôi sáng nay không có thời gian nha, mình tụng đại bi thập chú được rồi, thì mình hiểu rằng trong cái đại bi thập chú đó là nói lấy cái phần chính của phía sau, nhưng mà mình có tụng cái tâm chú phía sau. Có khi thì người ta bỏ hẳn luôn,
ta bỏ hẳn luôn cái phần lăng nghiêm, ta tụng thẳng vô đại bi thập chú. Nhưng mà đa phần là tụng luôn cái tựa tâm chú lăng nghiêm đại bi thập chú. Thì thật ra ở trong kinh á có rất nhiều những bài chú nhỏ nhỏ như vậy nè. Nhưng mà chư tổ soạn ra 10 bài này bởi vì 10 bài này là 10 bài phổ thông để cho chúng ta ứng dụng vào các nghi lễ phổ thông của cái đáp ứng cái tâm nguyện mà chúng ta thường làm, đó là gì? Sám hối, cầu an, cầu siêu. Phải không? Hằng thường thường trong cái lễ nghi hàng ngày cho Phật tử thì chỉ có mấy việc đó thôi. Cầu an, cầu siêu và sám hối. Cho nên các tổ soạn ra, rút ra trong mật tạng á, những cái bài kinh và những cái câu thần chú. Và tất cả những câu thần chú này đều nằm ở trong các bộ kinh hết. Nói chữ bộ có nghĩa là một bản kinh, chứ nó không có những cái bản kinh trong này nó không có dày đâu. Có nhiều bài kinh chỉ một trang giấy à, hay là hai trang giấy thôi. Nhưng mà Đức Phật nhân một cái sự việc Bồ Tát nào đó khải phát thì các vị đó đọc cái phần chú này lên, vân vân. Thì tất cả những cái, nếu mình tra trong kinh tạng đều có những bài kinh này hết. Và trong bài kinh đó có những cái bài thần chú này. Giống như hôm trước Hồi giới thiệu vậy đó, cái bài chú vãng sanh Nam Mô A Di Đà Phật là nằm ở trong kinh gọi là kinh niệm Phật Ba La Mật. Rồi mỗi một cái bài chú nó đều có, nó nằm ở trong một bản kinh hết. Chú Đại Bi thì nằm trong kinh Thiền Thủ Thiên Nhãn Viên Mãn Quảng Đại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Đại khái là vậy. Thì hôm trước mình học xong Lăng Nghiêm rồi, mình học xong Đại Bi rồi, thì bây giờ mình bước vào 10 bài chú, chúng ta thường gọi là thập chú. 10 cái bài chú này mình có thể trì mỗi ngày, hoặc là mình chọn một bài nào mà mình tùy sự việc. Ví dụ như cầu an thì mình tụng chú Tiêu Tai Cát Tường, mình tụng chú Dược Sư. Sám hối thì mình tụng chú Thất Phật Diệt Tội, hay là kỳ siêu thì mình tụng chú Vãng Sanh. Ngoài ra là mình có thể tụng những bài chú ví dụ như Tán Hộ Pháp, mỗi ngày điều trì cái chú Thiện Thiên Nữ chú. Tại sao mình tụng cái bài chú đó với Tán Hộ Pháp? Tại vì bài chú đó là bài chú phát nguyện của vị thiên nữ, là đáp ứng mọi mong cầu thánh thiện của chúng sanh. Ví dụ như mình cái tâm của mình muốn tu thì mình trì cái chú đó để ngài giúp đỡ cho mình trên cái phương diện tu tập. Vì vậy mà thường ta tụng cái bài chú đó đi đôi với cái bài Tán Hộ Pháp để ca ngợi và khuyến khích các vị hộ pháp. Trời Atula và Dạ Xoa, đến đây nghe pháp hải chí ta hết lòng, mỗi vị xuyên tu lời Phật dạy, bao nhiêu người nghe đến chốn này, các vị ở đâu, hoặc ở trên trời, hoặc trên đất liền, hoặc hư không, các vị hãy vì người đời mà sanh lòng từ, thường ư nhân thế khởi từ tâm. Xin hãy xót thương, xin hãy thương những loài người mà giúp đỡ cho các vị đó. Đại khái là vậy. Từ từ mình sẽ học tới. Bây giờ mình học cái bài chú thứ nhất, có tên là Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni. Mình sẽ giải thích cái đề tựa trước ha. Như ý tức là đúng như những cái ý nguyện của mình, gọi là như ý. Và như ý là một trong những cái mong cầu của hành giả tu tập. Trong cái giáo lý căn bản 37 phẩm trợ đạo đó, mình có một cái pháp số gọi là tứ như ý túc. Tứ như ý túc là gì? Tức là bốn điều mong mỏi như nguyện của mình. Chữ túc là đầy đủ. Bốn điều đầy đủ, đáp ứng đầy đủ mà bốn cái điều nguyện ước của mình thì gọi là tứ như ý túc. Thì trong đó có gì? Thứ nhất là dục như ý túc. Con người mình là sống là mình có cái muốn. Nhưng mà có những cái muốn nó làm cho mình thánh thiện thăng hoa,
Thí dụ như mình muốn tu, mình muốn ăn chay, mình muốn niệm Phật, thì cái đó cũng là muốn. Muốn bố thí, muốn làm lành, thì cái muốn đó là cái muốn để mình thăng hoa lên. Và có những cái muốn đó làm cho mình đau khổ. Ví dụ như mình muốn đi chơi, mình không có muốn làm, mình chỉ muốn những cái thấp thỏi dưới, thì cái muốn đó sẽ làm mình khổ. Cho nên muốn không có sai, nhưng mà mình phải để ý coi mình muốn cái gì. Thì vậy dục là muốn như ý túc. Như vậy thì ở trong cái trường hợp này muốn cái gì? À, đây là mình muốn sự tu tập, muốn những cái gì nó thánh thiện, nó làm cho thăng hoa cuộc sống của mình, thì cái đó gọi là như ý. Dục như ý, đầy đủ sự mong muốn như ý mình. Và mong muốn cái gì? Mong muốn sự tu tập. Thí dụ như bây giờ mình nói là con muốn con tu cho được kết quả tốt. Gần đây Pháp Hòa nhận nhiều cái email của các thầy, các cô, các sư chú còn nhỏ, đó là các vị sa di, sa di ni. Và trên đường tu học có những cái khó khăn, thì các vị hay gửi email về để Pháp Hòa chia sẻ với các vị đó. Thì cái đó gọi là gì? Mình rất là trân quý mà rất là thương. Tại vì sao? Tại vì mình thấy người trẻ, người nhỏ, đàn em của mình mà phát tâm tu như vậy, mình thương quý lắm. Cho nên mình cố gắng mình chia sẻ để cho cái sự mong mỏi tu tập của các em được trọn vẹn, được như ý. Thì mình là cái người lớn cũng vậy. Mình nếu mình sống ở trong đời, mình cố gắng mình tạo những cái điều kiện mà cho cái người thân mình họ sống, họ vui vẻ đúng như cái ý nguyện của họ, thì cái đó là một trong những cái mà họ mong mỏi. Chữ túc là gì? Chữ túc là đầy đủ. Đầy đủ những cái mong ước như ý mình đó. Nhưng mà mình muốn như vậy đâu phải, nhưng mà cái muốn đó mới có dục rồi, phải không? Bây giờ anh muốn được cái đó, anh phải làm cái gì? Anh có cái, anh phải có cái như ý thứ hai, đó là gì? Tinh tấn như ý túc. Anh muốn nhưng mà nó không có siêng năng, anh làm thì làm sao anh có thành tựu được cái anh muốn đó. Cho nên cái như ý túc thứ hai là gì? Gọi là tinh tấn như ý túc. Hồi nãy là dục như ý túc, thứ hai là tinh tấn như ý túc. Muốn tu mà lười quá, không chịu học kinh, không chịu ngồi thiền, không chịu gì hết, thì làm sao được đó. Rồi thí dụ như nói muốn người ta thương quý mình mà mình không có rải lòng với người ta, thì làm sao người ta thương quý mình được? Cho nên phải có cái sự siêng năng, cần mẫn, thì cái ước nguyện của mình nó mới thành. Cho nên thưa đại chúng, dục là muốn, nhưng trong Phật giáo không phải muốn để đó. Không phải nói tôi muốn vậy, tôi muốn vậy mà không làm gì hết. Cho nên cái điều thứ hai là phải có để đạt, phải có đầy đủ thì mới làm cho cái dục mình nó như ý và đầy đủ được chứ. Thì thứ hai là phải tinh tấn như ý túc. Rồi thứ ba là gì? Thứ ba gọi là định như ý túc. Định là gì? Là sự tĩnh lặng. Phải có đầy đủ sự tĩnh lặng. Để làm chi? Để mình soi xét, để mình nhìn rõ coi cái điều mình muốn nó có hợp tình hợp lý với cái khả năng của mình không. Ví dụ như mình là người tu, mình là người xuất gia, nhưng mình lại muốn những cái chuyện mà người xuất gia không làm được, không thể làm. Ví dụ như nói là ồ, tôi muốn mỗi tuần đi coi hát một lần, đi coi phim một lần, đâu được. Mình muốn mà mình phải có cái định tĩnh để mình cái điều đó nó có hợp tình hợp lý không, thí dụ vậy đó. Rồi thì cái thứ ba gọi là định như ý túc, phải không? Có khi người ta gọi là cái thứ tư gọi là gì, gọi là tuệ như ý túc. Có chỗ gọi là quán như ý túc. Tuệ là gì? Là trí tuệ. Mình phải có đầy đủ trí tuệ thì cái sự mong muốn của mình nó mới đầy đủ được. Và nói cách khác là bốn cái này nó tương duyên với nhau nè. Phải có trí tuệ, tĩnh lặng
Không, phải có trí tuệ tĩnh lặng và siêng năng cần mẫn để làm cho cái dục, cái muốn của mình nó đầy đủ. Như vậy thì ở đây nó như ý, không có phải là cầu gì được hôm nay. Ở đây như ý là một sự tu tập. Ai mà không muốn mình, mà hãy ngược lại như ý là gì? Bất như ý. Bất như ý là không bằng, không đúng như ý mình. Phải không? Cho nên bên tiếng Anh họ dịch cái chữ gì là fulfilling. Wish fulfilling. Ai mà không có cái wish, mà mình muốn cái wish của mình, cái mong muốn của mình nó đầy đủ, thì phải tu tập. Cho nên dục như ý tốt, tinh tấn như ý tốt, định như ý tốt, tuệ như ý tốt, gọi là tứ như ý tốt. Ví dụ mình muốn công ăn việc làm của mình tốt mà mình không có siêng năng làm ăn, hay là nói cái mình muốn gia đình mình hạnh phúc mà mình không có siêng năng đầu tư hạnh phúc cho gia đình, nói chung là cái muốn không có gì sai. Nhưng mà cái quan trọng là anh phải thể hiện cái sự thực tập gì đó để cho cái muốn anh nó đầy đủ như ý anh đó. Vậy thì cái bài chú này là như ý, phải không? Mình nói cái chữ như ý đó. Bảo luôn là gì? Bảo là cái gì nó quý báu. Để bày cái chữ bảo đây là tượng trưng cho sự giác ngộ. Chữ bảo là precious, không? Chữ bảo này là cái quý báu. Nhưng mà cái quý báu đây là cái gì? Là giác ngộ, tượng trưng cho giác ngộ. Chữ luân á là cái vòng tròn của, hay là hôm mà mình học á, vòng tròn là bánh xe đó. Thì cái bánh xe này nó có hai công, nó có hai cái năng lực. Một là quay tròn, hai là nghiền nát. Quay tròn là gì? Là mình mong mỏi cái pháp này nó luôn luôn, nó luân chuyển trong người mình không dứt, và nó lăn tới đâu, nó đi tới đâu thì nó nghiền nát những cái khổ đau, những cái phiền não tới đó. Thí dụ mỗi ngày mình sống mình có giáo pháp, mình sống mình có giáo pháp, mặc dù mình không phải là 100%, nhưng mà nếu mình có ứng dụng giáo pháp được một phần nào trong cuộc sống mình thôi, thì tự nhiên mình cũng đủ. Cái bánh xe đó nó lăn mãi mỗi ngày, và có giáo pháp thì việc gì nó đến mà nó khổ, nó có tính cách phiền não, mình cũng nghiền nát nó được, mình cũng cán, mình cũng đi qua được hết, mình cũng lăn trên nó được hết. Ở chùa mình có một cái xe bằng gỗ, mình cái miếng gỗ rồi mình có cái bánh xe ở dưới, phải không? Và mỗi lần cái gì nặng á, thì thay vì mình dùng sức thì mình lại để chiếc xe đó ngay gần đó, cái mình khiêng mấy cái đồ nặng mình để lên. Để làm gì? Để mình đẩy đi cho nó dễ. Thì mỗi lần mà mình dùng tới cái xe đó thì trong bụng và suy nghĩ. Cái người tu của mình ứng dụng nó cũng giống như chiếc xe này vậy đó. Không? Nếu mà mình có được một cái bánh xe của pháp, nó có thể nó chuyên chở, nó có thể nó lăn tải, cái gì để lên nó cũng có thể chở đi hết. Thì quán đó, quán là vậy đó. Quán là mình biết nhìn mỗi sự mỗi việc để làm sao mình thấy được rằng ngay trong đời vẫn có đạo. Và chính chúng ta có đủ cái đạo, cho nên cái việc đời mình vẫn nhìn bằng cái đạo. Để làm gì biết không? Để mình nhìn người khác, mình nhìn sự việc có một cái tâm từ bi, cái tâm trí tuệ và cái tâm thông cảm hơn là mình trách móc. Hồi sáng này 10 giờ thì Pháp Hòa nhận cái tin là cô Diệu Thức vừa qua đời. Thì Pháp Hòa mặc áo và đi với người con trai út của cô đi vào trong bệnh viện để tụng kinh cho cô. Thì trên đường đi thì em nó khóc. Nó nói là giống như là thật sự là không có ai ngờ hết. Tại vì
hôm chủ nhật cô té, rồi sau đó đưa vô bệnh viện. Mà cô thì nhất định không chịu đi, nhưng mà mấy con năn nỉ quá và thấy rằng cô cần phải đi bác sĩ, đi bệnh viện, thì đưa vô trong đó. Thì với cái ca mổ thì thật ra cái ca mổ cũng thành công. Sáng ra cô vẫn tỉnh và em nó vô thăm là cô vẫn nói chuyện và ăn được chút gì đó, nhưng mà chỉ nó đau quá làm cho cô mệt thôi. Rồi cô mới nằm xuống, thì không biết trong miệng cô lăm răm cái gì đó. Thì em nó đi ra, thì chút xíu sau là bệnh viện báo là cô đi rồi. Mà khi mình bước vô trong cái phòng cô mất á, thì Pháp Hòa cảm nhận được rằng á, cổ đi mà cổ bằng lòng, cổ đi nó thanh thản lắm. Tại vì cái trạng thái của cái người mất nằm rất là bình an, mắt nhắm lại miệng khép lại y như người ngủ, không có một cái dáng vẻ gì làm cho mình sợ hãi của cái người mất hết, của người bệnh. Thì cách đây 2 tuần là Pháp Hòa phone thăm. Phone thăm nhớ không? Trên đường đi Tây Thiên và phone thăm cô, được nói chuyện với chú, được nói chuyện với cô. Và tỉnh táo đàng hoàng. Ngày chủ nhật vừa rồi nghe mấy em kể là té, nhưng mà rất tỉnh, không có gì hết, chỉ có đau thôi. Thì nó hơi tự trách, nói là hôm qua mấy chị đòi thăm má mà không có cho, tại thấy má mệt quá. Thì Pháp Hòa mới nói không có đâu. Nhiều khi là thường, mà thật sự là cái tánh của cô là không muốn làm phiền ai hết, dù là con cái của mình. Cho nên cái giờ phút cuối cô cũng không muốn ai làm rộn cô. Đợi về hết đi rồi ở đây mình tự mình đi, để khỏi có phải phiền hà gì hết. Nó tính vậy, nó không muốn làm phiền ai hết. Cái gì mà tự làm được là sẽ cố gắng làm. Cho nên á, như ý bảo luân, chữ luân, luân là cái vòng tròn của bánh xe. Và cái vòng tròn này nó có 2 cái tác dụng. Một là lăn tròn, hai là cán vượt qua, cán nát hay là đi tới. Thì cái người tu của mình làm sao mình cũng mong mỏi cái giáo pháp đó luân lưu trong người mình. Và lăn tới đâu thì mình cũng có thể lướt được. Gọi là như ý bảo luân. Vương, chữ vương là vua, phải không? Cái bánh xe này nó không phải là những bánh xe bình thường, mà bánh xe này là bánh xe của giáo pháp, cho nên nó là vượt hơn tất cả các loại bánh xe. Thí dụ như bánh xe van, bánh xe tải, bánh xe đạp, bức quá là nó chở người thôi, phải không? Còn bánh xe pháp là gì? Chở được chúng ta qua được cái bờ an vui giải thoát. Cho nên cái gì mà nó vượt hơn những cái bình thường, nó beyond, cái đó gọi là vương. Ở đây có beyond burger. Như vậy thì như ý bảo luân vương Dharani. Dharani là gì? Mình nói theo cái nghĩa đơn giản là gì? Là thần chú, phải không? Dharani là thần chú giúp cho mình có được một cái bánh xe quý báu thành tựu sở nguyện của mình, gọi là như ý. Đó là cái tựa ha. Như ý bảo luân vương Dharani. Và cái bánh xe này nó có khả năng nó nghiền cái gì? Nó nghiền cái ngã chấp. Ngã chấp là gì? Self attachment. Con người mình nó có một cái ngã rất là to. Và nếu cái ngã này mà mình không có chuyển hóa nó được, thí dụ như mình không có làm cho nó nhỏ lại, thì mình cũng khổ lắm. Như ý bảo luân vương Dharani. Và bánh xe này có khả năng cán cái phiền não, làm nát đi cái ngã chấp của mình. Đó là cái tựa của bài kệ. Và cái bài thần chú này được trích ở trong kinh
có tên là Vô Chướng Ngại, Quán Tự Tại, Liên Hoa Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni. Vô Chướng Ngại, Quán Tự Tại, Liên Hoa Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni. Và bắt đầu bài chú là gì? Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mạ Gia, Nam Mô Tăng Già Gia. Đây là chữ phiên âm của ba chữ ba câu: Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Và chúng ta âm là Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mạ Gia, Nam Mô Tăng Già Gia. Vậy thì đại chúng nhớ là cái chữ Đạt Mạ ha, là nó phiên âm từ chữ Dhamma. Cho nên Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma là phiên âm từ chữ gì? Bodhidharma. Và mình viết phiên âm tên của tổ là Bồ Đề Đạt Ma, có khi là Bồ Đề Đạt Mạ. Thì chữ ma hay chữ mạ gì cũng được, vì nó phiên âm từ chữ Dharma. Nam Mô Phật Đà Gia, con xin kính lễ Phật hay là quy y Phật. Nam Mô Dhammaya, con xin quy y Pháp. Nam Mô Sanghaya, Tăng Gia Gia là con xin quy Tăng. Ba câu đó là mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Cụ Đại Bi Tâm Giả à, con xin kính lại Đức Bồ Tát Quán Tự Tại, Đại Quán Tự Tại đầy đủ tâm Đà Ra Ni, tâm từ bi chứ à, Mahasattvaya Karunikaya, đầy đủ cái tâm đại bi. Đát Điệt Tha là nói chú rằng à, nói sao con xin an trụ theo ánh lửa rực rỡ của Ngài để thỉnh triệu chư Phật Bồ Tát hiền thánh chúng tám bộ trời rồng chư vị hộ pháp nhằm giúp cho con phá bại tâm vị ngã, phát khởi tâm Bồ Đề, thành tựu các tường. Đó là cái ý của cái bài thần chú đó. Con xin quy mệnh với Đức Chuyển Luân Vương Như Ý Bảo Châu Đại Liên Hoa là bậc đã xa lìa nội trần, ngoại trần. Nội trần là gì? Là những phiền não bên trong. Ngoại trần là những bụi bặm phiền não bên ngoài. Thấy không? Cho nên lúc mình làm lễ sái tịnh á, nhớ không? Cầm cái ly nước á, đọc làm sao? Sở dĩ đạo nội ngoại. Cho nên cái vị gia trì đó, nhiều khi người ta thể hiện cái ấn cái tai theo cái câu đó. Sở dĩ đạo nội ta rảy nước vô bên trong, ngoại ta rảy nước ra bên ngoài. Trung gian ta phúng ra giữa, ô trược vô trược quế. Sở dĩ đạo nội ngoại trung gian vô trược quế, thánh phàm u hiển, cõi thánh cõi phàm. Thấy không? Cõi u cõi hiển tức là cõi mà hiển lộ ra hình ảnh hình tướng, và cõi không hiển lộ ra hình u hiển, thánh phàm u hiển, tổng thanh lương, tất cả đều được trong sạch hết. Khi mình cầm cái danh dương đó, mình sát tịnh đó, mình đọc vậy đó. Không? Mình lấy cái tâm lực của mình chú vào ly nước đó, và mình muốn cái nước này mà rải tới đâu thì dù trong dù ngoài, dù ở khoảng giữa, dù thánh dù phàm đều được trong sạch hết. Là nội trần ngoại trần, con xin an trụ vào ánh lửa rực rỡ của Ngài để thỉnh triệu chư Phật Bồ Tát hiền thánh.
Cái câu chú là án bắt đạt ma chấn đa mạc ni thước ra hồng, án bắt lạc đà bắt đẳng mế hồng. Chư vị hộ pháp giúp cho con phá bại tâm vị ngã. Tâm vị ngã là gì? Tâm vì cái lòng mà vì mình thôi. Mà bỏ được cái có sống cái gì cũng vì mình mà sống vì người khác, phải không? Nhiều hơn thì đó là sống bằng cái tâm của Bồ Đề, thành tựu các tường. Đó là bài chú thứ nhất, Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni. Rồi bây giờ mình qua tới bài chú thứ hai. Đó là bài chú Tiêu Tai Các Tường Thần Chú. Mình nên khuyến khích đó, mỗi lần mình tụng chú này mình nên tụng luôn cái tựa. Để anh chị biết không? Để mình nhớ luôn cái tên của nó. Bây giờ bảo đảm á, đại chúng giờ là đã quen cái cách là tụng không có tụng tựa nè. Thấy không? Bây giờ mà biểu vô tụng bài chú đó cái ở chú đã đọc làm sao? Nhiều hạn ta bắt lên là mình tụng được. Đúng không? Cho nên tập lại. Thí dụ như tới án tới điện đô mạng đa ra bằng đại giả ta bà hai như ý bảo lương vương đà ra đi nam mô Phật đại gia mô đạt mã gia mô tăng già gia vậy đó. Tán bát đà ma chứng ra thần uy thước ra hồng tiêu tai kiểu từng thần chú nam mô tâm bản đa một đà nẵm ma bát ra, thì mình tụng như vậy để mà mình không có quên cái tựa của cái bài chú đó. Ở ngoài Bắc ta tụng kỹ lắm, tụng mấy câu đó là tụng luôn cả những cái tựa đó. Cho nên đập tụng cái tựa đi để mình không có bị quên, chứ không thôi là mình không biết. À, thật ra không quên là gì, không tụng lấy gì biết. Mà không biết là chỉ biết chú mà không biết tựa. Rồi bây giờ nói tiêu tai các tường, phải không? Đây là hai cái đối lại. Con người mình sống ai cũng muốn các tường, ai cũng muốn tiêu tai. Nhưng mà các tường và tiêu tai nó từ đâu? Tai nạn nó từ đâu mà có? Và các tường nó từ đâu mà sánh? Mình chỉ muốn các tường, mình muốn tiêu tai, mà mình không biết làm gì để mình tiêu tai các tường. Phải không nè? Vì vậy cho nên đây là một công án, đây là một pháp tu. Cho nên nói mật mà không mật. Tại vì sao? Tại vì trong mật nó vẫn có hiển. Đại chúng cứ nhớ như vậy. Cho nên khi mình học được rồi á, thì cái tâm mình không còn phân biệt. Phải không? Nó không còn phân biệt này mật tông kia thiền tông đó tịnh độ tông. Mà chúng ta phải biết rằng những lời của Đức Phật dạy nó đều là những pháp tu cho hành giả hết. Chẳng qua là tùy duyên, tùy cái căn cơ mà mỗi người tiếp xúc. Nhưng khi mà gặp được cái, khi mà mình chạm được cái chân lý của nó rồi, thì mình thấy tất cả đều là một. Cho nên vạn hạnh cũng là nhất hạnh. Thousands of actions, phải không? We'll come back to one action. Một hành động thôi, mà nếu hành động đó đầy đủ trí bi thì cái hành động đó là vạn hạnh. Ví dụ một lời nói có từ bi, có trí tuệ, có hiểu biết, có phải làm bao nhiêu người khai mở không? Nhưng cũng một lời nói mà thiếu từ bi, thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết, thiếu quán sát, thì làm tác động bao nhiêu trái tim người? Có phải vậy không? Như vậy thì một lời, một hành động mình làm, nhưng nó tác động vô cả ngàn hành. Thế thì chúng ta là người tu, cuộc đời nó rất là đau khổ. Và tại sao chúng ta có mặt mà tu tập? Là để chúng ta làm giảm đi, làm giảm đi cái nhiệt độ đó, cái nhiệt đó. Đức Phật nói là thế gian này là ba cõi mà.
Như vậy thì cuộc đời này rất nhiều tai ương, và chúng ta mong cái tai ương nó giải để nó mang lại cái kiết tường. Nhưng mà mình ngộ lắm, mình muốn mình kiết tường mà mình muốn người khác phải gặp tai ương. Và mình sẵn sàng làm tất cả những việc mà đôi khi cái việc mình làm mình nghĩ rằng mình là làm đúng chưa chắc, tại vì mình có tư duy không, mình có quán chiếu không, mình có biết thật hư nó thế nào không. Cho nên cái đó mình phải, cho nên mật mà là hiểm. Cho nên nội cái câu tiêu tai cát tường là một công án cho mình rồi. Làm sao để tiêu tai, làm gì để cát tường? Đây là lời chú giải của tổ. Đã từ nơi tâm có tai, lại cũng từ nơi tâm diệt tai. Your mind will bring you problems, calamities. Your mind will bring you goodness. Đã từ nơi tâm có tai, cũng từ nơi tâm mà diệt tai, nên nói tiêu tai. Bởi chỗ tạo nghiệp ở đời trước, nên ai cảm chịu lấy, nghĩa là các điều thống khổ nó tập trung nơi cái thân tâm đây. Mình tạo nghiệp thì khi bây giờ là tới lúc nó tập trung lại, cho nên mới gọi là tai. Vậy thì tai nghĩa là gì? Những cái gì mà mình không có vui, mình không có hạnh phúc, nó làm cho mình bức bách khó chịu, cái đó gọi là tai. Nghiệp chướng đã thanh tịnh rồi, sự ấy được vui mừng nơi tâm, nên gọi là cát tường. Như vậy thì quý vị thấy là cái tai hay là cái cát tường nó vẫn từ ở nơi tâm của mình. Cho cái bài Tán Di Đà đó, vì tịnh độ vốn sẵn nơi chân tâm, Di Đà hiện ra từ tự tánh. Câu rất hay, nhớ không? Tụng mấy cái bài, trong cái bài tụng gì nương tựa A Di Đà đó, nương tựa A Di Đà nơi bộ bản môn màu nhiệm. Những cái bài tụng rất rất là hay. Mà nếu chúng ta tụng mà chúng ta không để những câu, những chữ đó nó đi vào trong tâm thức mình, không bao giờ mình thấy được cái nghĩa đó. Và mình làm sao mình sống được với từng câu từng nghĩa đó thì mình sẽ thấy hạnh phúc vô cùng. Và tự nhiên cái khổ gì nó đến với mình thì nó cũng liền biến thành cát tường hết. Ví dụ ha, bây giờ mình nói ví dụ vậy nè. Ví dụ bây giờ mình thiếu người ta 10.000, người ta tới người ta la, mình ta đòi 10.000 nữa lại. Nói giờ tôi không có tiền, tôi trả 3.000 trước được không? Thì mình thấy trời xui quá, tự nhiên bà nào đâu tới bà đòi tiền. Nói, tự nhiên là bữa nay gặp bà đòi tiền, móc ra 3.000 trả. Coi như đối với mình là mình nghĩ xui phải không? Nhưng mà thật sự khi mình có khả năng mình trả được 3.000 đó rồi á, thì cái nợ của mình nó còn nhiêu? Còn có 7.000 à. Thật ra là nếu mình nhìn lại, mình nhìn nơi này, nhìn đây này đó, thì tự nhiên phải trả nợ. Nhưng nhìn lại, còn có 7.000, tự nhiên nhẹ liền. Cho nên ngay cái chỗ tay đó đó, chúng ta nhìn thì chúng ta vẫn thấy có cát. Có nhiều khi mình bị cảm thôi, mình nghĩ là mình bị cảm thường thôi, uống thuốc hoài không hết, cái thôi đi bác sĩ. Bác sĩ thấy mình ho quá trời quá đất, cái bác sĩ cho mình cái giấy đi khám tổng quát. Tới hồi đi khám tổng quát, đi chụp hình, đi thử máu, bắt đầu phát hiện ra mình có rất nhiều những cái triệu chứng bệnh nặng. Nếu mình không có cái chuyện ho sặc sụa bình thường này, phải không, thì làm gì mình biết được mình đang mang một chứng bệnh nặng để mà trị. Như vậy thì trong cuộc sống này có những cái khó khăn khổ đau mình thấy nó là tai đó, nhưng với cái nhìn quán chiếu thâm sâu thì cái tai này, cái rủi này, nó cũng là cái may mắn.
Ở trong này các tổ dạy một cách cách quán rất là hay. Thì thường thường mình có khi mình nhìn sự việc mình phải quán nó là không, rồi có khi mình phải quán nó là giả, rồi có khi mình phải quán nó là gì? Trung. Trung là gì? Ở trong trung này là trung bình. Và trong cái trung bình này nó có cái gì? Nó có cả không, cả giả. Cái này gọi là gì biết không? Cái pháp này, cái đây là một cái tông đó. Cái này gọi là tam quán tông. Ba cái pháp quán. Quán không, trung quán, xin lỗi, trung quán, trung quán tông, tức là quán không, quán giả, quán trung. Tam luận tông. Trong 10 tông của các tổ. Đại chúng nhớ là Phật không có chia tông nha. Phật không có chia tông gì hết á. Sau này các tổ muốn chia ra để dễ dàng cho người ta research. Anh muốn cái phần nào anh vô research cái mục đó. Cũng giống như từ điển vậy đó. Người ta chia ra alphabet để làm chi? Để mình dễ tra, dễ thôi. Thì hoặc là pháp số cũng như thế. Thì ở đây các tông nó cũng vậy. Thí dụ mình muốn nghiên cứu về thiền tông thì người ta giới thiệu cho mình những sách vở gì thuộc về thiền để cho mình nghiên cứu. Mình nghiên cứu về tịnh độ thì người ta lập ra một tông là tịnh độ để mình nghiên cứu. Cho nên mình học, mình vẫn biết tông, mình vẫn học tông mà không có cái dính chữ tông gì hết. Cái đó mới mang lại cho mình tiêu tai cắt tường á. Chứ không thôi mình học hồi cái mình dướng tùm lum hết trơn á, thành ra không có cắt tường mà cả toàn là tai. Thế thì quán không là quán tất cả các pháp là không. Quán giả là quán tất cả các pháp là tạm. Khó thôi. Ví dụ như cái cây này, mình nói cây này cây giả. Giả là theo cái chữ nghĩa của mình là cái gì mà nó không có fresh thì mình kêu nó là giả. Nhưng mà với cái người mà nhìn mà có cái trung quán là cái cây tươi nó vẫn là không và nó cũng vẫn là giả. Tại vì cái hiện tượng của mình là cái gì fresh, tươi á, mình mới kêu nó là thiệt. Còn cái gì mà nó bằng ni lông, nó bằng gì đó thì mình gọi nó là giả. Thì giả của cái chữ này là nó đối với chữ tươi thôi, fresh thôi. Còn với cái người tu á, tươi hay là nhựa gì thì nó vẫn là giả, nó vẫn là không. Hiểu ý không? Cho nên mình có cái nhìn như vậy đó. Trong này tổ nói nè, lấy phép không quán để tiêu tai. Không quán là gì? Quán tất cả các pháp là không để dứt được. Thôi bây giờ cái gì cũng vậy thôi, chuyện gì nó xong rồi. Thí dụ vậy là quán không. Dùng phép giả quán để hội sự cát tường. Thí dụ mình nhìn cái thân này, mình nhìn cái thân này đi, mình nói nếu mình nói là cái mình nói là cái thân này là không, có thể mình cũng bị vướng vô một chỗ gọi là ôi không thôi, cần chi chăm sóc. Nhưng mình quán nó là giả thì mình biết rằng á, not real. Nếu mình thấy nó là emptiness thì là mình sẽ không bao giờ mình take care. Còn nếu mình thấy rằng á, cái này là cái not real, tức là cái giả có mà không thật có, cho nên sao, mình sẽ có sự chăm sóc. Và trong khi mình chăm sóc, mình thấy rằng cái này có giả có không. Vậy nhìn tất cả đi, nhìn tất cả hết, mọi sự mọi vật trong thế gian này. Ví dụ như nãy mình ăn dĩa cơm đi, ăn ngon lắm, ăn rất là thật phải không? Nhưng mà biết rằng cái này qua khỏi cuốn họng là nó thành cái khác rồi nha. Cho nên mình nhìn với cái trung nè, tôi biết rằng những món ăn này nè, nó đưa vô trong này rồi lát nó thành cái khác, nhưng không ăn không được. Không ăn thì cái thân này nó sẽ hoại, nó sẽ bệnh, cho nên tôi phải ăn. Và tôi dưỡng cái thân này, mặc dù tôi biết tôi không. Bây giờ tôi vượt cái là tôi thấy cái trung quán là gì. Trung quán là luôn luôn nhìn tất cả các pháp với cái trung đó, trung dung đó, là có không
mà có giả. Tất cả sự vật thì nó từ không mà tới thôi. Và vì nó là không cho nên nó chỉ tạm có chứ nó không thật có. Đó. Cho nên quán được như vậy liền tiêu tai các tưởng. Thí dụ giờ người ta mắng mình. Trời ơi tôi xui ghê vậy. Nhưng mà đấy, cái tâm mình nghĩ mình giận cái người đó, nhưng mà nghĩ thôi, nếu mà mình ăn thua đủ thì sẽ có chuyện lớn nữa. Mình nhìn thế tự nhiên mọi việc nó cắt tường. Cho nên từ tâm mà dứt được cái tai nạn, mà từ tâm mà có được cái tiêu tai. Cho nên các tổ nói mê á, thì nếu mình là sống mê á, thì dù nó là cát tường thì nó vẫn là tai nạn. Còn nếu mình mà tỉnh á, sống tỉnh á, dù tai nạn nó cũng thành cát tường. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ mình sống mê ha, là từ cái cát tường cũng thành tai nạn nè. Mình có một cái thân khỏe mạnh, đang quá cát tường rồi, nhưng mà mình sống không biết chăm sóc, không biết giữ gìn. Mình làm những cái điều mà nó có thể nó tổn hại đến thân thể mình. Hay là gia đình mình đang yên thấm như vậy đó, mình không có biết gìn giữ nó, mình lại làm những cái việc có thể tổn hại đến gia đình mình. Thí dụ vậy. Cho nên đó, mê thì từ cát tường nó cũng thành ra tai. Còn như tỉnh á, trời ơi tại sao tôi làm như vậy, thôi thôi tôi phải chỉnh đốn lại, tôi phải làm lại, thì từ tai nó thành cát. Cho nên trong kinh Viên Giác nói á, tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Biết nó là giả thì mình liền lìa những sự khổ đau. If you know that it's fake, that's temporary, right in that moment, you overcome your suffering. Ly huyễn tức ly, tri huyễn tức ly. Mình biết nó là giả, là huyễn, thì tự động nó sẽ tự nhiên nó sẽ là thành cái gọi là lìa được cái đó. Tri huyễn tức ly, mà mình lìa được cái huyễn thì ngay cái khi mình biết nó là giả là mình đã lìa, mà lìa được cái huyễn thì gọi là giác. Thí dụ mình biết rằng thân này là giả đó, mới biết thôi nha, mới biết cái thân là giả thôi, thì mình lìa những sự chấp trước, phiền não, đấu tranh đó. Rồi khi mà mình tri huyễn là tức ly, mà lìa được cái huyễn, tức là mình không có dính mắc nó, thì mình sống với cái giác. Giác đây là gì? Không phải là mình bỏ nó, mình bỏ phế nó, mình không chăm sóc nó, mà chúng ta biết chăm sóc mà không dính mắc. Ai đi ngủ mà không chuẩn bị, và đâu có ai nghĩ mình ngủ luôn đâu, và còn hẹn một ngày mai tươi sáng. Nhưng mà cuộc đời có nhiều khi dép dưới giường, lên giường vội biệt, đúng không? Đôi dép mình để dưới giường mình ngủ á, sáng mai có thể mình không có mang nó lại được. Dép dưới giường, lên giường vội biệt. Sống ngày nay thì dễ biết ngày mai. Có một chị Phật tử, chị nghe pháp chắc cũng kỹ lắm. Chị nói con nghe pháp thầy, con thấy thầy hình như thầy nói mấy vụ này hơi nhiều. Thật sự ra nói cho người mà cũng nói cho mình đó. When you speak to someone, that means you also speak for yourself. Cho nên có nhiều vị người ta đọc thoại đó, nói cho một mình tôi thôi, mà tôi nói cho người mà cũng nói cho tôi. Giống như mình nói mình học để mình đi giảng, nhưng mà thật sự ngay mình học, ngay cái khi mình học là mình đã biết rồi. Còn cái chuyện giảng là thứ. Và cái bài chú này nó xuất phát từ cái kinh, nó cái xuất xứ của nó là kinh
tên là Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà Ra Ni. Đây là một trong bốn cái bài chú mà rất là thông dụng. một trong những bài chú rất thông dụng trong chùa. Nếu mà các chùa theo Phật giáo Đại Thừa Bắc Truyền là hầu như là phần lớn là đều thuộc. Cho nên bài chú này là các vị cần thuộc, Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú. Tại vì đi vào những cái lễ như lễ cầu an, lễ an vị Phật, vân vân, những cái lễ gì mà có tính cách cầu nguyện cho người khác được khỏe mạnh an vui thì phần lớn đều trì chú này. Cho nên rất được khuyến khích nếu mà chúng ta có thể thuộc bài chú này. Và bài chú rất dễ học, phải không? Nam mô, có chỗ đọc là nẵng mồ đó, chứ thật sự là chữ nẵng mồ là nam mô đó. Chữ nam mô đã phiên âm là nẵng mồ. Nam mô Tâm Mãn Đa Một Đà Nẵm A Bát Ra Đề Hạ Đa Xá Ta Nặng Nẵm Đắc Điệt Tha. Không, nhớ là Đắc Điệt Tha là gì? Tức thuyết chú viết liền nói chú rằng. Nói là sao? Án Khư Hê. Cái chỗ này có hai cách đọc. Có chỗ đọc là gì? Khê Hế, Khê Hế. Án Khê, Khê, Khê Hế, Khê Hế, Hồng, Hồng. Có chỗ đọc là Án Khư, Khư Hế, Khư Hế, Hồng, Hồng. Khư Khê gì cũng được. Tại vì cái chữ gốc của nó là gì? Ôm Kha, Kha Hi, Kha Hi. Thì cái chữ đầu là Kha. Mình muốn đọc Khư, mình đọc Khê gì cũng được hết. Thì cái bài chú này dịch là dịch nghĩa lấy ý ha. Hỡi ánh lửa rực rỡ của Như Lai vô kiếm đảnh tướng, đã thiêu cháy mọi năng chấp sở chấp. Hồi nãy cái bài ở trên đó là trừ đi cái nội trần, cái ngoại trần. Còn ở đây á, là nó có hai cái chấp, gọi là năng chấp và sở chấp. Cái gì gọi là năng chấp? Mình là năng chấp. Còn những việc gì mà chúng ta chấp thì gọi là sở chấp. You are the one who attach, and this is something you attach. Giống như mình nói năng, the one who bow and the one who we bow to. Cho nên lúc nào cũng có năng có sở. Thí dụ như nói tôi yêu người đó thì người đó là gì? Là sở yêu. Còn mình là năng yêu. Vậy thì mình là năng chấp. Còn cái việc gì mình chấp thì gọi là sở chấp. Hỡi ánh lửa rực rỡ của Như Lai vô kiến đảnh tướng, đã thiêu cháy mọi năng chấp sở chấp. Hãy tỏa sáng rực rỡ, khiến con được an trú trong sự gia trì. Thì cái câu là án khê, khê hế, khê hế đó, hồng, hồng, nhập phà ra, nhập phà ra. Hỡi ánh lửa, thiêu cháy, thiêu cháy, thiêu rụi tất cả mọi phiền não tai ương, vân vân. Hãy tỏa sáng rực rỡ, khiến con được an trú trong sự gia trì này, nhằm phá tan sự trì độn chậm chạp của nội chướng, ngoại chướng, đồng thời khiến con dứt trừ được mọi tai nạn, thành tựu sự an vui tốt lành. Đệ sắc xá, đệ sắc xá, sắc tri rị, sắc tri rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến đệ ca thất rị, duệ ta bà. Thì cái bài chú này nó dễ là tại vì những cái chữ nó cứ lặp đi một hai lần, hai lần, hai lần. Tính ra là chỉ có mấy câu thôi. Thì bài chú này rất dễ học. Và đại chúng khuyến khích để được thuộc lòng. Tại vì đi đến đâu mà theo những cái nghi thức của Bắc Truyền thì luôn luôn là sẽ có những bài chú này. Bài chú đó gọi là Tiêu Tai Cát Tường ha. Thật ra thì đây là cái bài chú mà trích ở trong kinh, kinh gọi là kinh Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà Ra Ni. Thần chú tiêu trừ các tai nạn, thành tựu việc cát tường. Đây là một cái bài chú rất thông dụng trong thiền lâm. Thì ở trong cái sự tai nạn cuộc sống của mình, rất nhiều những cái tai nạn.
Nhưng mà có những cái tai nạn lớn nhất của loài người, đó là nạn nước, nạn lửa, nạn gió, hoặc là gọi là nạn đói khát. Tùy, người ta hồi xưa người ta chia ra đại tam tai, tiểu tam tai. Dịch bệnh là một tai nạn, đói khát là một tai nạn, gọi là gì, thủy hỏa, nạn nước, nạn lửa, nạn đói khát, nạn dịch bệnh, tất cả những cái đó đều là nạn hết. Thí dụ như con người của chúng ta trên cái trái đất này, hơn một năm nay là mình đang chịu ảnh hưởng bởi một cái dịch bệnh đó, đây là một cái tai nạn đó. Mà ngày xưa đó ha, mà cái thời mà người ta không có đủ những cái y tế đó, có nhiều khi người ta, những người bệnh dịch đó, người ta chết la liệt ngoài đường, không có chỗ, mà không có bệnh viện, rồi không có chôn kịp, không có giải quyết kịp, thì những cái xác chết đó đó, nó bắt đầu nó lan lây dịch bệnh. Giống như hình như bên Ấn Độ bây giờ cũng trong cái tình trạng như vậy đó. Có nhiều khi người ta làm không được thì những cái xác chết đó nó tiếp tục nó lây bệnh cho người khác. Hay là thỉnh thoảng mình lại bị những cái bệnh như là gì đó, gà, vịt, heo gì đó, đó. Thì đó là những cái tai nạn của con người hết á. Cho nên nếu mà nói về tai nạn thì trong cuộc sống này lúc nào nó cũng có thể có. Và người ta thường hay nói phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cái phước thì ít khi nào mà nó đến cả hai lắm. Nhưng mà cái họa đó, cái tai nạn thì ít khi nào nó đến một lắm. Fortunate rarely come double. Misfortunate never come single. Bây giờ nó đi một mình nó tới đó. Hết tai nạn này thì sẽ tới tai nạn khác. Vừa rồi mình nghe kể một cái gia đình, một người cháu bệnh, rồi người chú vô chăm sóc, rồi cuối cùng người cháu chết, mấy ngày sau chú chết. Rồi cái đó là những cái tai nạn. Còn nếu mình nói về đó là những cái tai nạn trong cuộc sống, do thiên nhiên, do bệnh dịch, và cũng có khi do ai? Do chính chúng ta. Vì vậy cho nên ai cũng mong mỏi, trong cái bài Sớ Dược Sư á, có bà nhớ hồi nhỏ mà đọc có mấy câu mà không biết giờ nhớ có trúng không, mà cái ý là điều phúc họa mọi người đều muốn, chuyện tai ương ai nấy mong qua. Trong cái sớ hồi xưa mình đọc hồi nhỏ, chuyện tai ương ấy, tức là khi mình tụng kinh xong mình hay đọc cái lời phục nguyện, một cái lá sớ vậy, thì trong đó có mấy câu vậy. Điều phước lạc mọi người đều muốn, chuyện tai ương ai nấy mong qua. Rồi trong đó trách mình đó, vì uống ăn không cẩn thận cho nên bệnh tật nó lây la vậy đó. Muốn hết bệnh phải cầu Đông Phương Giáo Chủ. Đó là những cái lời mà hồi nhỏ mình đọc. Giờ cho nên lập đàn dược sư. Vì uống ăn, thật ra bệnh tật các ngày đó do 400, bữa hôm mình học á, 404 thứ bệnh. Tại vì mình có đất, nước, gió, lửa, và mỗi cái như vậy, mỗi một cái đại như vậy là 101 bệnh. Và bốn cái đại đó thì gom lại là 404 bệnh. Cũng không ngoài chuyện ăn và uống. Thôi hôm nay mình tạm học hai bài, thứ năm mình học tiếp. Và đại chúng hồi hướng. Pháp ngôn xin nguyện hồng phiền não, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng